Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đúng 6 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6, Công an huyện Lang Chánh đã tổ chức ra quân tuyên truyền kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hóa. Tại lễ ra quân, lãnh đạo Công an huyện Lang Chánh đã quán triệt mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Theo đó, các đội tuần tra kiểm soát sẽ đồng loạt ra quân kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm, không để các phương tiện quá tải, quá khổ tham gia giao thông, tuyệt đối không được để xảy ra các hành vi vi phạm nổi cộm. Với tinh thần quyết liệt đồng bộ, đảm bảo khách quan, minh bạch, không có vùng cấm, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Lang Chánh sẽ tổ chức phân công tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến và địa bàn trọng điểm như các tuyến đường tỉnh lộ 530 thị trấn Lang Chánh đi Yên Khương qua xã Chí Nang, Yên Thắng, tỉnh lộ 530B thị trấn Lang Chánh đi km số 19, quốc lộ 277 qua xã Tân Phúc, Tam Văn, Lâm Phú, các tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn và khu vực lễ hội tâm linh chùa Mèo ở các địa bàn thị trấn Đồng Lương, Tân Phúc, Tam Văn, Lâm Phú, Chí Nang, Yên Thắng, Giao Thiện. Thực hiện số điện số 946 ngày 18 tháng 6 năm 2021 và mệnh lệnh số 03 ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Công an tỉnh để mệnh lệnh về việc ra quân tuyên truyền, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hóa. Thì Công an huyện Lang Chánh thực hiện theo cái mệnh lệnh thì đúng 6 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2021 tổ chức lực lượng ra quân theo phương án và kế hoạch đã được đồng chí trưởng công an huyện phê duyệt theo mệnh lệnh của giám đốc. Thì trong đợt ra quân này, chúng tôi tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng và cơi nới kích thước thành thùng trái quy định. Và chúng tôi đợt này ra quân để xử lý nghiêm, không có vùng cấm các cái trường hợp vi phạm. Trong những ngày đầu thực hiện mệnh lệnh, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lang Chánh sẽ tổ chức tuyên truyền nhắc nhở chủ xe, lái xe, vận tải tự giác chấp hành quy định, tự giác tháo dỡ, cơi nới, trả nguyên dạng kích thước thành thùng xe, đồng thời kết hợp xử phạt khi có vi phạm nổi cộm. Sau đó tổng kiểm tra xử lý tất cả các vi phạm liên quan đến tải trọng và kích thước thành thùng xe. Bên cạnh việc xử phạt nghiêm, tất cả các trường hợp vi phạm buộc phải tháo dỡ thành thùng hoặc cắt bỏ thành thùng dưới sự kiểm soát của lực lượng chức năng, đồng thời nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông sử dụng điện thoại trong lúc tuần tra kiểm soát để tránh bao che can thiệp.